ăn gì bổn lấy. 1. Cà rốt tốt cho mắt. 2. Gừng trị bệnh dạ dày. 3. Cam ngăn ngừa ung thư vú. 4. Nho làm dịu phổi. 5. Nấm tốt cho tai. 6. Cà chua bảo vệ tim mạch. 7. Quả óc chó bổ cho não. 8. Bơ ngăn ngừa u xơ tử cung. 9. Cần tây tốt cho xương. Nhớ theo dõi Hà để nhận những thông tin sức khỏe nha.